chào quý khán giả và bà con ngư dân. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nhưng với trung tâm lệch đông và cường độ không mạnh mẽ, nên trong ngày hôm nay vịnh Bắc Bộ chỉ có gió đông bắc ở khoảng cấp 4, cấp 5 và có mưa rải rác nên gây đôi chút trở ngại cho tàu thuyền. Các vùng biển còn lại thì gió thịnh hành hướng đông bắc đến đông, cường độ phổ biến là dưới cấp 5. Riêng phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió mạnh hơn đôi chút, có lúc đạt cấp 6 nên biển động, sóng cao từ 2 cho đến 3 mét. Dự báo trong 2-3 ngày tới, không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần, nên thời tiết và tình trạng biển trên các vùng biển không có nhiều biến động đặc biệt. Ngoại trừ phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn cần đề phòng gió mạnh cấp 6, biển động sóng cao từ 2-3 mét. Tuy nhiên, dọc theo khu vực biển miền Trung, miền Nam và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, trời có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông và ảnh hưởng đôi chút đến lưu thông hàng hải trên các vùng biển này. Đối với các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ, cường độ gió đông bắc giảm nhẹ, chỉ hoạt động ở mức trung bình khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường cùng thời tiết tốt dần với mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Với vùng biển miền Trung dọc theo khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, bao gồm cả tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc cũng chỉ hoạt động với cường độ cấp 4, tình trạng biển ổn định, sóng biển dao động từ 1 cho đến 2 mét. Thời tiết toàn vùng có nhiều mây, có mưa rào rải rác nên khuyến cáo tàu thuyền nhỏ nên lưu ý với tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, đặc biệt trong thời điểm về đêm và sáng. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.